Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này mình cập nhật một số những cái thông tin cực kỳ quan trọng đến từ cái dự án MRFT, và cũng như là mình sẽ là hướng dẫn cho bạn cách kết nối ví MetaMask hoặc là cái ví OKX để chúng ta là rút về đó, và sau đó thì chúng ta sẽ là bán ở trên cái sàn OKX. Thì cái đồng này thì các bạn cũng biết đấy, thì đồng này thì nó đã là list ở trên cái sàn OKX và cách đây vài hôm. Thì cái kèo này mình đã có chia sẻ cho bạn ở trên kênh cũng khá là lâu rồi, và mình khi đó thì mình cũng nghĩ là mình chỉ chia sẻ cho bạn cái kèo này thì những cái bạn nào mà có thời gian các bạn vào các bạn chơi game và rồi thì các bạn khai thác thì các bạn sẽ là khai thác miễn phí cái đồng MRFT này. Mình nghĩ là cái game dự án này nó có khả năng là nó cũng không là khả thi, bởi vì là cái giao diện nó khá là giống với cái trò chơi trẻ con đó. Tuy nhiên thì đến cái thời gian vừa rồi thì là cái dự án này nó đã list ở trên cái sàn OKX cực kỳ là ngon, và khi đó thì mình cũng không tham gia đào mấy, và mình như thế đó mình mới đào được có 263 cái đồng là MRST này thôi, mà mình cũng mới quay trở lại mà mình khai thác. Và cái con này thì khá là ngon và nó đã list ở trên cái sàn OKX với giá cũng khá là cao. Đây mình sẽ là mở cho các bạn xem thông tin của cái đồng này ở trên cái sàn OKX để các bạn có thể là nắm được cái thông tin của cái giá thị trường của cái đồng MRST này. Đây MRST nhé. Đó. Cái giá của nó ở trên đã nít ở trên cái sàn OKX ở với cái giá hiện tại là 0.054 nhé. Giá nó cực kỳ là ngon. Đó, nếu như các bạn mà ví dụ như của mình ở đây mà của mình là 263 đồng mà nhân với cái giá hiện tại này thì mình cũng được khoảng tầm 13 đô la nhé, khá là ngon. Và trong đó thì một cái dự án mà mình vừa chơi game, mình vừa đào cái đồng MRST mà lại mình lại vừa bán được, nó cực kỳ là một cái dự án khá là ngon, mà mình cũng không ngờ đến là đây là một cái dự án mà nó ok đến như vậy. Thì những cái bạn nào mà chăm chỉ mà khai thác từ cái ngày đó đến bây giờ thì các bạn mà đào được vài nghìn cái đồng MRST này thì là quá là ok nha các bạn. Thì cái dự án này thì các bạn có thể là kích vào đây để chúng ta chơi game, như chúng ta kiếm điểm cũng như là kiếm cái kim cương ấy. Đây, bạn kích vào đây này. Chúng ta sẽ là chơi game, chúng ta lái cái này và chúng ta nhặt nhặt những cái kim cương. Đấy, ở đây thì nó có cái các bạn lái này, các bạn kiếm vừa kiếm được cái đồng MRLX nhờ các bạn vừa kiếm được cái kim cương nhé. Ừ. Đây này, các bạn cứ lái mà các bạn cọ nó vào cái đồng này thì các bạn sẽ là kiếm được. Đó, một cái dự án khá là ngon, các bạn vừa chơi game vừa kiếm tiền tiền tươi luôn. Đó, đây các bạn sẽ là kiếm cái đồng MRX này. Cái này thì mình rất là lười chơi bởi vì mà mình chuyên làm YouTube nữa, cho nên là mình cũng không có thời gian chơi. Đó, các bạn đã có thời gian thì các bạn chơi cái game này thì khá là ok. Thì rồi thì cái tốc độ khai thác của mình hiện tại bây giờ là nó đã tụt giảm khá là sâu, 0.066 nhé. Các bạn chịu khó các bạn chơi game thì cái phần trăm của cái như có cái pin này này nó đầy lên thì tốc độ khai thác của bạn càng cao. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hoàn thành cái KIC, để KIC thì các bạn kích vào cái bánh răng cưa ở đây. Rồi các bạn kéo lên trên cho mình. Các bạn kích vào cái phần KIC ở đây. Ở đây yêu cầu chúng ta là tải cái app Google Authent để xác minh các hai bước 2FA. Thì các bạn kích vào cái phần này cho mình. Các bạn copy cho mình cái mã này. Các bạn mở cái Google Authent sang, các bạn thiết lập cho cái mình cái mã đó. Các bạn mở cái app Google Authent ra, bên góc bên tay phải bên dưới màn hình này nó sẽ có cái dấu cộng, các bạn kích vào. Các bạn bấm vào cái nhập khóa thiết lập. Ở cái phần này nó sẽ là màn hình đen thui cho nên là các bạn hãy nghe cho mình hướng dẫn nhé. Tiếp theo các bạn dán cho mình cái vào cái ô khóa của bạn ấy, các bạn dán cho mình cái mã Google Authent vào. Tiếp theo ở tên thì các bạn điền tên là MRFT để cho dễ nhớ nhé, đỡ bị nhầm với các cái dự án khác. Rồi sau đó các bạn nhấn thêm. Nó sẽ thiết lập là đã lưu mã khóa bí mật, thì các bạn là như vậy là chúng ta đã thiết lập xong. Các bạn copy cho mình cái mã gồm 6 chữ số mà các bạn vừa mới thiết lập xong. Cái này các bạn chờ một cái vòng quay mới thì các bạn hãng copy nhé.
Rồi sau đó thì các bạn quay trở lại cái phần app. Các bạn dán cho mình vào cái ô ở đây. Mã gồm 6 chữ số, sau đó các bạn nhấn OK cho mình. Như vậy là chúng ta đã bước qua được cái phần mà thiết lập cái mã 2FA Google Authentic nhé. Bây giờ đến cái phần KYC. Thì ở đây thì các bạn đánh dấu tích cho mình hết vào. Sau đó các bạn nhấn vào Start KYC là bắt đầu KYC nhé. Nó sẽ chuyển chúng ta đến một cái trang cho chúng ta thực hiện cái KYC. Chúng ta không phải là KYC trên app. Rồi các bạn nhấn cho phép. Các bạn nhấn Start và đánh dấu tích vào đây đã để chấp nhận các cái điều khoản của nó. Sau đó các bạn nhấn vào Start KYC. Lưu ý các bạn KYC thì các bạn không để tiếng Việt nhé. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái mã code gửi về email, các bạn cần phải xác nhận cái mã code. Rồi các bạn kích vào đây, các bạn copy cho mình cái mã code này. Các bạn quay trở lại app MRS, cái trang mà chúng ta KYC các bạn dán vào. Rồi các bạn nhấn vào OK cho mình. Ở đây thì nó sẽ có cái phần hộ chiếu này, giấy tờ là giấy lái xe này và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân này, các bạn chọn cái dòng cuối cùng cho mình. Rồi, cái phần này này cái phần quốc gia, các bạn chọn cho mình quốc gia Việt Nam. Quốc gia Việt Nam của mình thì ở gần cuối cùng nhé, các bạn cứ vuốt xuống cuối cùng cho mình. Hoặc là mình tìm kiếm. Rồi, sau đó các bạn nhấn OK. Ở đây yêu cầu chúng ta là chụp mặt trước căn cước công dân, các bạn nhấn OK cho mình. Ở đây cái phần này thì mình sẽ là các bạn sau khi các bạn chụp mặt trước của căn cước công dân, sau đó thì các bạn nhấn vào click here. Phần tiếp theo các bạn chụp mặt sau của căn cước công dân, sau đó các bạn click here lần nữa. Sau khi các bạn chụp xong mặt trước mà mặt sau căn cước công dân thì các bạn chờ nó upload lên nhé. Ở đây thì nó sẽ là có tất cả các cái thông tin của chúng ta ở đây, nó chỉ thiếu mỗi một cái phần đó là cái ngày phát hành, thì các bạn phải điền cái ngày phát hành bổ sung vào đây. Ngày phát hành thì các bạn lật mặt sau của căn cước công dân, các bạn thấy là cái phần mà cạnh vân tay đấy, các bạn sẽ thấy cái ngày phát hành của chứng minh thư nhân dân hoặc là căn cước công dân của các bạn điền vào. Như của mình là ngày 25 tháng 4 năm 2021 thì mình sẽ là điền vào như thế này. Sau đó các bạn nhấn OK. Rồi tiếp tiếp đến cái phần này thì các bạn xác nhận khuôn mặt cho mình. Tiếp theo đến cái phần các bạn xác nhận cái địa chỉ của bạn, thì các bạn xác nhận đúng cái địa chỉ của bạn ở trên cái bản đồ này. Sau đó là các bạn nhấn OK. Sau khi các bạn nhấn OK thì nó sẽ là load cái thông tin. Rồi như vậy là KYC đã hoàn tất nhé. Các bạn bấm mũi tên ở đây. KYC của anh đã được chấp thuận. Xin cảm ơn bạn và chấp thuận ban đầu có thể đòi hỏi thêm thời gian. Tức là cái xác thực KYC này các bạn phải chờ thêm một thời gian nhé để nó chấp nhận cái KYC của bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết cái nối cái ví và rút chuyển cái đồng MRST này lên trên về ví MetaMask hoặc là về cái sàn OKX nhé, thì các bạn kích vào cái phần ví này cho mình này. Đây ở cái này phần này Z này là nó khống chế cho chúng ta là 200 người nhé. Ở đây thì là mình mới giới thiệu được có 136 thôi. Và cái số token mà mình kiếm được là 263. Giờ mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách kết nối ví. Rồi đến cái phần này thì nó sẽ là cho chúng ta kết nối với hai cái ví, ví OKX Wallet hoặc là các cái ví khác. Thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái ví MetaMask để chúng ta kết nối với cái dự án này, bởi vì cái OKX này hiện tại thì nó đang lỗi không sao lưu được cái cụm từ bí mật. Đó, cho nên là các bạn không sao lưu được cái cụm từ bí mật thì các bạn sẽ là không kết nối được với cái ví đó. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối với cái ví MetaMask bằng cái chức năng ở bên dưới này. Thì các bạn kích vào đây. Rồi sau đó các bạn chọn MetaMask. Đây nhé, thì các bạn hiện lên cái thông tin này thì các bạn nhấn kết nối và các bạn nhớ là kết nối với ví mạng Polygon nhé. Các bạn nhấn kết nối cho mình.
Sau khi kết nối xong thì nó sẽ hiện cái địa chỉ ví của bạn ở đây. Thì như vậy là chúng ta đã kết nối thành công rồi. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ là kết nối thêm một cái công đoạn nữa. Thì cái phần này thì cái link này kết nối thì mình sẽ là để dưới phần mô tả cho các bạn, để các bạn kích vào. Sau đó các bạn nhấn vào kết nối cho mình. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào kết nối tiếp. Rồi các bạn chọn ví MetaMask giống tương tự như lúc nãy mình kết nối ở trên app. Các bạn cũng kết nối đúng cái ví mà các bạn vừa kết nối nhé. Ở đây các bạn nhấn kết nối cho mình. Rồi như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Ở đây thì nó sẽ là có cái thông tin ví nhận này. Và cái số token mà các bạn nhận được là ở đây là 263 nhé. Thì mình sẽ là nhấn vào withdraw.